nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ ra từ tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan. Này em gửi xa tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương mến. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mà lòng chưa thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đến luyến thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió xa trường âu yếm gửi tình đi muôn mến thương. Tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Xin hãy yêu đời,
xuân hồng ngày mai. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Trả lại hoa xưa phai màu là
duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời, thương mãi nhau thôi. Dù cho hôm nay duyên mình mang dáng dở, vẫn thương trong đời, thương mãi nhau thôi. Trên đường cho xa rời
rớt áo tìm vui nơi chiến trường có bạn có thù. Thương em đi bước nhẹ gót mềm bước trên quê hương điều tàn, lặng nhìn em bồi hồi thêm dù hạ qua mau anh vẫn đưa em cuối con đường quê hương buồn mềm. Thương những người giết giặc ngày đêm, thương những người giết giặc ngày đêm. Xin mến những cười